ra mà quay ngược là chết được hả? Có ốc. Dâu. Gỡ luôn mọi người. mới vừa đánh lưới xong bây giờ sẽ lên phía trên để kéo cái dàn lưới đầu tiên mùa nhé. Thì hy vọng hôm nay hai anh em mình đánh rất nhiều, thì hy vọng hôm nay anh em mình sẽ được một ngày may mắn để có cái cá là to hơn tới chứ. Bắt đầu từ ngày mai ngày mốt là bắt đầu biển quê mình động lại là không đi nữa rồi mọi người. Đó, giờ hai anh em mình bơi lên kéo cái đầu lưới trên rồi quýnh lại mọi người. Rồi giờ hai anh em bắt đầu kéo lưới thôi mọi người, còn tận bên đó cũng được, để bên đó đi. Rồi để bên đó đi, kéo bên này cũng được, quấn nhẫn gọn lại. Gọn lại luôn chứ, chân gọn dài chứ. Thời tiết hôm nay không ủng hộ lắm thì anh em mình phải làm gọn gọn lại chứ không để nó rối. Hay giống như con rác ha. Ra mọi người, quay ngược lại chết được hả? Có ốc. Dâu. Gỡ luôn mọi người. Cầm đầu vé lên là cũng tương đối may mắn rồi mọi người. Mừng rồi. Này thì nguy hiểm xíu luôn, nên phải cầm kỹ xong để chích. Rồi hãy thì cứ quýnh xong rồi thả lanh là bao xuống thôi, ốc nằm đau thì mình đi theo đó. Rồi em đầu tiên nha, nào bỏ cái bao nè. Rồi cứ rác bọn ơi, chết mà rác dùng dụng nè. Ây dưa, rác sợ nhất cái này đây. Thế rồi vô sát bữa nó lên có gì đây, chát này có lý mọi người, có chát này. Rồi cá này là tôi nói hồi nãy giờ là hai em cá ngon hết mọi người nha. Cá này ngon thịt thơm ấy, có giá trị kinh tế cao. Ốc nó hiện tại là 150.000 ký, cái chét này thì xuống hơn 100 mà không ai bán, không có để bán, có không chét hả? Từ bình tĩnh, cái gì đây? Tớp chú, tớp có sàn, giờ này giờ có sàn khớp mà sàn nhỏ này bỏ hết đi, còn đóng chết mất rồi. Còn sống đằng đằng lớn nha. Đằng đằng cái sắp đi bọn sàn là nhỏ quá mà, để thả chắc đi hết. Lưới là lưới 4/5 nên là cá nó khớp cái miệng chạy vào hả mỏ này khớp chứ không tiếng lột hết chứ. Rồi đi, đáng vô lưới chắc bỏ ăn mấy ngày. Xưa mọi người còn rất là mù, chưa thấy rõ gì.
chi đi, cá này, cá này nghe cà rọt đây chắc à, không đù 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 nghe cà rọt thêm em có đù nữa mọi người. Sóc ba răng đù ba răng rồi xuống ạ. Ổn không đây? Ổn bao là nhân. Tình hình có vẻ rác này, anh em mới vô sớm thôi mà rác quá chịu không nổi. Hy vọng giờ này đỡ rác quá để cho anh em quýnh lại và ngâm giấc quán tối xíu. Còn có vẻ rác này chịu không nổi rồi. Cái gì đây? Mớm, mớm nhỏ quá. Mớm nó nát. Lưới lưới này mà đang mớm chút xíu. Đáng nãy giờ chết ngắt, quýnh xuống đang rồi quá. Hả? Thôi sư phụ, sư phụ. Ra sư phụ. Quá. Thấy sư phụ của sẵn. Đi. Gúp luôn. Hả? À. Có lâm em bình vậy hả? Hèn như kêu 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 đó mà. Nghe kêu 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 đó. Bơi bơi lại bơi, ngược lại. Bơi xuống lại. Không phải, không phải, không phải, đâu kia, đâu kia. Đâu kia, đâu kia, đâu kia. Ở rửa. Vừa loạn rắc. Ôi coi gúng, coi gúng, coi gúng, coi gúng. Vô. Không thảo. À, quýnh lại cũng được, cũng dễ. Thấy. Không quýnh lại hả? Kệ chứ, đặng rồi cho nó ngâm giác nữa vậy. Chứ mai chờ đêm được đâu. À. Nát. Vậy mà đóng lại. Giúp lên bờ lớn ấy. Lên bờ lớn. Bờ ra 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 đi bạn. Bờ ra đi mạnh ra đi. Lại cái cành chấp này. Thông trầu này thông méo. Thông méo của cô bà. Gờ dính cái cục lưới rồi. Dính lưới rồi nè chứ. Dính lưới rồi bạn. Lâu gì được. Từ từ, bơi bơi ngược lại, bơi ngược lại, bơi nó dây lại, dây lại, dây lại, dây lại. Dây mạnh lại, dây mạnh lại, dây mạnh lại. Từ nghe, từ nghe, từ từ từ, cua lướt đây nè. Cả, có gì đó, có gì, có một người, cá hành, từ 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 từ, không sao. Từ lướt mua đắng nữa. Để con lướt này đi ra nữa. Chữ ngay dưới, thở đâu ạ. Không mọi người. Cứ cá hành nè. Rõ cho ráng. Rõ liền. Được cái hành này là tính. Cái hành này dính lưới gì đây nè. Rồi lớn này ra. Có con nào này lưới ở dưới hả? Rồi. Rồi ráng đây. Cái hành này rớt không? Không bỏ xuống. Cầm đi, cầm đi, bao mở mạnh nó đi, bao mạnh nó đi. Quyền dính vô tay nè. Đè lưới rồi chứ. Thả đi, thả xuống đi.
Rồi bơi mạnh đó đi, bơi mạnh đó đi bạn. Bơi mạnh đó. Bơi mạnh đó đi, bơi mạnh nữa đi. Bơi mạnh đó. Ừ. Cái hành. Rồi thả trâu đi, thả trâu đi, dẫn vô lại đi. Thả trâu đi, thả trâu dẫn vô lại đi. Ừ. Bơi cái đầu vô lại, móc cái đầu vô lại. Móc cái súp vô lại đi. Cực, ừ đúng rồi. Từ nha. Từ từ dính cái súp thôi. Rồi. Từ nha. Để xử lý cho. Rồi từ. Cầm giấm lên cá. Rồi, bơi chưa qua. Rồi, chưa mạnh qua. Rồi, bơi mạnh qua đây. Rồi, bơi mạnh đi, bơi mạnh ra, bơi mạnh ra. Không đi luôn hả? Rồi. Cái hành nó từ gỡ sao? Bơi đi. Thì của nó cái hành là ngầm cái lưới, ngầm lâu luôn quá. Thác đảo ghe của ba nó chạy tùm tùm đó mà, trồng. Ghe của ba quýnh ra đó. Bơi ra đó. Đó không bành rồi hả? Cái hành đá đất trên này. Ủa, dính lưới đó. Trầu gió, cái trầu kìa. Trầu hả? Bỏ vô vô xíu ạ, dính lưới đây nè. Ủa, đâu này đầu ra lưới mô này. Hai. À bên đó. Cái ống mình rồi đó. Cái liệt. Từ gỡ luôn. Hành như lưới này mới tấm ở giữa mà. Cái này mới tấm giữa thôi. Trời này không rác nè bạn này. Thấy chưa? Trời này không có rác nè. Cơ. Bà ra. À, bà ra đi. Nghe gì giật đó. Sóng giật hả? Ngày ấy mà là ai giống cô ba đứng nè. Cái này không có cầm rác luôn mà nè. À, đây cũng là như nè. Này, không có cầm rác luôn nha. Ồ, cái gì đây? Tràng nha, đây nè. Kẹt quá. Trời này không có rớt mà có nè. Rồi tới phút. Sự lầm mà đánh dưới trung thanh rồi. Hôm qua thì trên này bị trượt giạt xuống trung thanh. Hôm qua thì trên này bị. Từ từ bơi canh lại, bơi canh lại, canh lại, canh canh cái súp lại cá, không phải, móc cái súp lên lại đi, móc súp lên đi cho cá, ừ rớt.
Ù, đây nè, có cọng rác luôn nè. Thì chưa, dưới kia rác không mà cho nên không có cọng rác luôn. Rồi, quay đầu ra đi. Cho nên không có cọng rác luôn nha. Đỡ chưa? Làm... Rồi. Hả? Có lý chưa? Tưởng hết rồi chứ. Từ từ từ. Hai em có tràn đã quá. Tràn này cũng cực kỳ béo rồi. Bạn em có dừng sống. Thôi cho mặt không ra đi, vừa rú nhùi luôn nè. Đây bạn. Bơi đi. Rồi, đây cũng lên đi. Không thẳng lên luôn chứ, không ra, ra lại cũng được.